Ba đang về với ông. Tôi đã về với mình đây. Nhưng tôi còn đâu mảnh hình hàng nữa. Tôi đã chết rồi má con đây ở. Tôi cảm thông. Cảm thông biết chừng nào. Các bạn của tôi ơi. Tôi phải về để nói cho các bạn biết rằng tôi đã chết. Địa ngục, cái chết thật là quá ớn. Thật là vô nghĩa. Nhưng lúc tôi biết thì đã quá muộn rồi. Các bạn ơi, các bạn còn sống, còn có người các bạn gặp được người thân yêu của các bạn. Các bạn có nghĩ tôi nói chảo dưỡng. Chảo dưỡng các bạn. Anh muốn mau đi. Nhất quyết mau đi. Lìa bỏ đi các bạn. Nếu không thì không thể tránh được cái chết cảm thương như tôi. Chảo dưỡng các bạn ơi. Để không thì quá muộn rồi. Quá trễ rồi. Chảo dưỡng đi. Về đi. Về đi các bạn. Về đi.